200 pixel đi. Và cùng xem như thế nào. Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angola 13 .NET Core API SQL Server năm 2022 này. Ở bài trước thì chúng ta đã thêm tùy chọn pull down, drop down list các danh sách tên thực đơn, danh sách các tên thực đơn. Và ở bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục customize cho ảnh của món ăn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại với file thêm sửa món ăn .component và chúng ta sẽ thêm mới các biến, làm biến ảnh món ăn. Em đi và đường dẫn ảnh em đi luôn. Tiếp đến thì khi chúng ta on init, sau khi lấy ra danh sách tên thực đơn thì chúng ta cũng khởi tạo ảnh món ăn, list chấm ảnh món ăn bằng cơm chấm jpg. Và bây giờ các bạn hãy download một cái ảnh trên mạng để làm ảnh mặc định. Tôi đã download được rồi đây. Tôi đã download được một cái ảnh cơm.jpg đây. Không giống cơm lắm nhưng mà tôi sẽ để cái ảnh này làm ảnh mặc định. Khi chúng ta chưa lấy ảnh cho món ăn thì icon này sẽ là mặc định. Các bạn hãy copy ảnh vừa đã trên mạng về vào trong thư mục chứa suộc .NET, truy cập vào trong và truy cập vào folder photo. Bạn paste ảnh vào đây và nhớ đổi tên là cơm.jpg vì chúng ta cũng đã đặt tên như vậy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khởi tạo đường dẫn của ảnh. Vâng, chúng ta sẽ gọi service ở bên API photo URL cộng với dấu suộc cộng với list.món ăn này. Ok, tại sao phải thêm dấu suộc này? Hay chúng ta cùng mở lại xe service của chúng ta. Vì photo URL của chúng ta chỉ như thế này, không có dấu suộc, chúng ta phải cộng suộc và cộng với tên của ảnh nữa thì mới hiện ra được. Tiếp đến thì ở file thêm sửa món ăn component.html thì chúng ta sẽ thêm một thẻ div mới, thẻ image mới, thẻ img img và thuộc tính suộc chúng ta sẽ sử dụng padding. Và ở đây ta sẽ truyền đường dẫn này. Như vậy là đã cơ bản xong. Chúng ta hãy cùng test lại thêm món ăn. Đây, đã hiện ảnh mặc định nhưng có vẻ không được đẹp cho lắm. Bây giờ tôi sẽ customize lại chỗ này. Chúng ta sẽ chia đôi ra. Một bên là sẽ các thông tin về món ăn, một bên là div class bằng row. Div class row này sẽ chia màn hình của chúng ta thành 12 phần theo chiều dọc. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm hai thẻ div class bằng cô
SM5 và một đít còn lại là cô SM7. Cái cô SM5, đít cô SM5 này sẽ chữa ảnh của chúng ta. Còn đít 7 sẽ chữa các thông tin còn lại như là tên ảnh, thực đơn, ngày tạo, vân vân. Nó sẽ cho đường dẫn ảnh vào đây. Ok, đây cùng kiểm tra. À, chúng ta cần phải thêm width và height cho ảnh. Chúng ta sẽ cho width khoảng 200 pixel đi. Và cũng cùng xem như thế nào. Các bạn muốn to nhỏ thì hãy tự tùy chỉnh nhé. Tôi sẽ cho cái bootstrap của chúng ta to hơn vì chúng ta đã có thêm ảnh ở bên trái này. Chúng ta sẽ truy cập vào file danh sách món ăn .component.html. Ở đây có model của chúng ta. Model. Ok, lắp đây. Đây, đã rộng hơn rồi. Chúng ta sẽ đổi tên ở chỗ này nữa. Và cái button ở dưới nữa. Chúng ta sẽ truy cập vào danh sách món ăn .component.ts. Đây, chúng ta sẽ đổi thành thêm món ăn, sẽ bật Việt Key lên. Thêm món ăn, sửa món ăn, danh sách món ăn, không có gì, chúng ta sẽ phải sửa ở đây hai cái button của chúng ta. Thêm món ăn và sửa món ăn. Ok, chúng ta hãy cùng test lại. Thêm món ăn đã hiện tiêu đề thêm món ăn, sửa món ăn. Chỗ này chúng ta sẽ cần phải customize lại và chúng ta sẽ hoàn thiện nốt phần lưu xuống DB ở bài học tiếp theo. Ở bài này và bài trước thì chúng ta đã thực hiện xong hai nhiệm vụ khó, đấy là lắp combo box và load ảnh lên. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ xử lý nốt phần lưu ảnh xuống DB và lấy ảnh từ máy tính của người dùng và tất cả lưu xuống DB. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.